hỡi đấng sinh thành. Con còn ơn người đã ban cho con no đủ hơn người khác. Lòng con đau nhói khi thấy mảnh đời bị vùi trong đống rác. Con không thể làm được gì nên đối diện với nó bằng lòng từ bi. Con khẩn cầu xin người cứu khổ cho khổ nạn này qua đi. Đêm khuya trời mưa phủ, ánh mắt thẫn thờ như vầng trời cả đêm mà chưa ngủ. Những đứa trẻ ở cái tuổi đáng lẽ sáng dậy đến trường, có bà mẹ dắt tay đưa đón, chứ không phải cầm sắp vé số. Cô bán cổ nếu hết không hết thì chịu đòn. Tuổi thơ của đứa trẻ liều con, tuổi thơ của đứa trẻ liều con. Ước mơ của những đứa trẻ ấy còn có thể vươn cao. Nhắm mắt tôi dậy không thể trốn chạy, bị buộc chôn trong một mớ từng rào. Số phận ấy không đáng thương sao, mà có người khinh thường rẻ mạt. Nhiều lúc chẳng còn có đường nào, ai đó hãy đi tìm trẻ lạc. Trong căn nhà sập sệ cấp 4, được ủy ban cấp 4 cho người vô gia cư cấp chốn. Ngặt sáng thì đất khốn, không trao đi từ thiện thì ai đổ xô đến cấp 4. Từ thiện một chuyện, chính phần bỏ riêng là từ tất nhiên. Tóc phải dần đôi bàn tay chay sần cũng đất. Ai cần sự diện của những đứa trẻ ở giữa dòng đời bất biến. Trời đã tối mọi người ngã gối, còn họ vẫn cố trong sự hối hả. Để giả dối tìm đâu rẽ lối, bể khó xoáy thành đời họ tối cả. Còn mong còn có ánh sáng để họ bước qua khổ nạn thiên tu. Con muốn nhìn thấy những đứa trẻ đến trường ở khắp phố phường, chứ không phải ngồi tù. Nó lên nỗi niềm, đây không chỉ là một quan điểm riêng. Thản nhiên ai dám phản thiên cải địa, hãy đối xử nhau khi còn có thể. Đời người còn dài nhưng chỉ có một cõi, sống làm sao để con người học hỏi. Đừng bàn tán và nói chuyện vào, sống thỏa đáng tâm hướng thiện nào. Cực tiễn nó lên nỗi niềm, đây không chỉ là một quan điểm riêng. Thản nhiên ai dám phản thiên cải địa, hãy đối xử nhau khi còn có thể. Đời người còn dài nhưng chỉ có một cõi, sống làm sao để con người học hỏi. Đừng bàn tán và nói chuyện vào, sống thỏa đáng tâm hướng thiện nào. Đời gì đừng nói thầm tệ, ở trần đời vẫn còn có luật lệ. Quả báo sẽ tới không sớm thì trễ, chẳng ai có thể quay lưng mặc kệ. Nhưng mà đời cơ cực, cuộc sống sáng nghi vật. Rồi sẽ đi về đâu, có sự trời nhìn thấu, giang tay ôm lấy cả đen hay âu. Ánh thiên chiếu sáng dù có khăn gian nan, rồi ngày nào đó sẽ hết tan hoang. Hay gặp thấy may mắn khi nhà cửa khang trang, quần áo ngay ngắn, học hành đàng hoàng. Cảm ơn những gì con có là ba mẹ dành cho. Trải qua rất nhiều gian khó, con biết quý trọng từ mảnh đời như họ. Mây trắng vẫn ung dung, vẫn y như thời xưa thể mà. Tì tất cà phê nhâm nhi nhẹ làm thêm tí trà. Nhìn về hướng mặt trời để cảm nhận hoàng hôn sẽ tàn. Lặng lẽ nhìn ngày cứ thế lại trôi qua. Thấy thật thoải mái khi nhìn về hướng thôn xa. Trên quốc lộ 20 là đoạn xe đang ùn tắc, ta đã kịp dừng mắt để được thấy mình hôm qua. Từng là đứa trẻ luôn thích nói, luôn thích cười. Giờ thì giữ kẻ chỉ được nói nơi ít người. Tại vì sao không còn muốn nơi sầm uất, chỉ muốn ở nơi thôn quê theo một cách ở thường nhất. Đôi khi lại nghe âm thanh thân quen cho con về những ngày trẻ ấy. Bài ca dao đầu đời vào buổi trưa hè dịu dàng và nhẹ nhàng khẽ đấy. Quê hương nơi cách rốn trong đau, vùng quê yên bình chỗ mình nương náu. Cảm ơn đã lột phần tuổi thơ hình thành cho con một phần xương máu. Có hạt mưa, có dòng sông, có hạt lúa cây lá đông bông, cho con về lại quê xưa dày nắng sầm mưa. Trên cánh đồng đàn cò bay thẫm thoáng qua sông, sông trâu ai Huế ngựa té đồng nai. Giờ còn bây giờ ta sẽ flexing về niềm tự hào của mảnh đất này. Hey, Định Quán, Đồng Nai, City, Eastside, Đông Nam Bộ. Thượng đài chiến thắng vẫn còn in lịch sử. Đồng Nam cách tuyên vẫn còn đang rộng mở. Tảng đá bay trong sừng sừng danh quốc lộ 20, đó là một chân sống và tộc người Việt cổ. Tầm này mỗi năm thác Bà Lại đổ, gửi lời hỏi thăm tới những ai chịu khổ. Trên sông La Nghe làng bè bấp
bình có một lần nước lên thì sông lỗ thấy cả ngán cần cố. Hồi chị em như tôi nữ đôi mười đẹp đẽ khi nhiều kẻ hỏi cưới. Suối mơ sau một lần ghé tới đồi sẽ nhớ đến mãi trọn đời. Tận hưởng thiên nhiên đất trời ở đây nó là tuyệt nhất rồi. Gạo trong nước trong ăn cơm với muối người có đạo có đức hạnh đường núi cuối. Rừng gia tỷ được bạn đà là phù xanh của miền Đông Nam Bộ. Thác đã hàng khắc giang điền con suối xanh như thần linh đen hồ. Ít nhất phải hiểu biết một chút về tình tiết truyền thuyết. Mình viết về kiến thức cần thiết cho thế hệ sau phải biết. Rừng gia tỷ được bạn đà là phù xanh của miền Đông Nam Bộ. Thác đã hàng khắc giang điền con suối xanh như thần linh đen hồ. Ít nhất phải hiểu biết một chút về tình tiết truyền thuyết. Mình viết về kiến thức cần thiết cho thế hệ sau phải biết. Theo lời kể của người dân không tự nhiên mà có một truyền thuyết về thác giang điền. Trong cái khổ của thời xưa vì không đến được với nhau đôi nam nữ dọn cách tan biến. Muôn mình dòng suối này biến thành hai dòng thác để được ở với nhau. Cái từ đó tới nay đôi nam nữ đến đây đồng cầu thác ngang đường này. Lên núi uống trà ở lưng chừng mây bao qua đường cây biết khi đâu lại say. Thiên nhiên hùng vĩ cảnh đẹp ở đây. Quay tưng bừng ngày không cần nhất thiết là phải lên phòng bay. Thật thà thân thiện đây là dân Đồng Nai. Nhiều bé cứ hỏi là đây chồng ai. Tự hào trên trán gia đình quán như tình cảm cho sàn láng vài ván rồi ghi vẹn. Giờ ở đây luôn hào sản có đồ đất là tài sản. Đào cản từ thức đất thật là kỹ càng. Dù cho chiến tranh để là dư tàn lòng người vẫn bất khuất ý chí vững vàng. Tối đến chợ đang luôn bày bán của hàng thật và hàng quán cho đến sáng. Về ở đây dân địa phương gọi là đêm vàng. Mà đường này tuyệt vời không thể sánh ngang. Và năm nữa sánh thành đôi cánh vàng. Đánh đàn văn hóa bản làng lưu giữ truyền thống dân tộc sẵn sàng. Văn học cả ngàn bài viết sử thi cử chỉ danh tiếng mang đến vẻ vang. Muốn biết Đồng Nai ra sao thì đến đây vì đây chỉ là mở mang.